Chào cô. Có chuyện gì vậy? À, tôi giao bưu phẩm cho cô Thanh Trúc ạ. Nhưng mà ai gửi à? Dạ thưa cô, của một người tên Lâm ạ. Tôi Thanh Trúc đây ạ. Dạ, mời cô ký và nhận bưu phẩm ạ. Chào cô. Cảm ơn ạ. Dạ. Hôm nay có vẻ trễ hơn mọi hôm anh hả? À, hôm nay em bị kẹt xe. Em cảm ơn. Dạ. Em chào chị. Bye bye. Chắc là sau hôm nay không gặp lại nhau nữa đâu. Sếp ơi, sếp. Có phản hồi tích cực từ đối phương. Ai của ai vậy? Ôi trời ơi, của cô Thanh Trúc chứ còn của ai nữa. Thật hả? Thiệt. có thiệt đó. Sếp đọc coi cô ấy nói gì. Đọc đi sếp, em hồi hộp á. Đọc. Tôi cũng hồi hộp mà. Đọc đi. Ôi trời ơi. Chú định làm rác nhà con tới bao giờ? Chị con không có thích hoa hồng, bị dị ứng đó. Nhưng mà không sao sếp. Mình chuyển sang phương án 2 đi. Là sao? Nhắn tin dồn dập mỗi ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, công việc đầu tiên của tôi trước khi xuống giường là tìm cái điện thoại và hì hục với những mẫu tin nhắn mà cả đêm trong mơ cũng lẩm nhẩm. Cố nghĩ nát óc để được một tin nhắn thật là hay cho ngày mai. Khá hơn lần trước, tôi nhận được một cái mặt cười.
nhưng cũng chỉ được có 2 đến 3 bữa, tôi lại nhận được một cái tin nhắn. Chú định làm cái đồng hồ phá đám giấc ngủ của hai chị em cháu đến bao giờ? Tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Con bé, kẻ thù của tôi, nó đã trở về rồi. Thanh Ba! Lâm! Mẹ! Con làm sao vậy? Dạ, con mới ngủ thôi mẹ. Làm cho mẹ hết hồn. Cái thằng này. Trời ơi! Chào buổi sáng, cà phê của sếp đây. Cảm ơn cậu. Làm gì mà mới sáng ra mặt sếp đã nhăn như quả táo tàu vậy? À, mà nè, chuyện sếp với cô Thành Trúc sao rồi? Thất bại thảm hại luôn. Lại thất bại á? Ừ. Lý do là gì? Cái con nhỏ Thanh Mai á, đúng là kỳ đà cản mũi mà. Thanh Mai? Thanh Mai là ai sao không biết vậy? À, Thanh Mai là em gái của Thanh Trúc, là con bé mà chuyên gia phá đám tôi đó. À, em hiểu rồi. Đã thế sếp dùng chiêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn cho em. Tôi tàn lép dế nó thôi, gặp nó là y như rằng không nói được gì. Sếp, sếp rút điện thoại ra, gọi ngay cho cô Thanh Trúc, hẹn cô Thanh Trúc ngay trưa nay cho em. Nhưng mà tôi ngại lắm. Ngại á? Vậy bây giờ sếp có muốn dạy cho con nhỏ kia một bài học không? Có. Thì lấy điện thoại ra. Alo, Thanh Trúc hả? Dạ, chào anh. Anh gọi cho em có chuyện gì không? À, anh muốn hẹn em bữa trưa nay được không? Để bù cho bữa trưa hôm trước đó. Em chưa kịp ăn gì đã phải về rồi. Trưa nay à? Em công việc cũng đang nhiều, nhưng thôi, vậy cũng được. Vậy là chỗ cũ hả anh? Ừ, à mà... Khó chịu thật. Tính ra từ trước đến giờ, chỉ có một lần duy nhất là được nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Còn lại, chưa kịp nói là cô ấy ta tắt máy rồi. Không sao, dù gì trưa nay cũng được gặp trực tiếp cô ấy mà, đúng không? Đó, điều quan trọng bây giờ là sếp phải nghe rõ điều em dặn. Dạ, xin hỏi anh dùng gì vậy? À, tôi đợi bạn tôi tới rồi tôi gọi nha. Dạ được. Con có chuyện gì? Chú gọi để hỏi thăm cháu thôi. Chuyện lạ Việt Nam hả? Có gì đâu mà lạ. À, hôm nay cô bé có muốn đi ăn nhà hàng không? Bộ hôm nay chú trúng gió hả? Có gì đâu, chú muốn mời cháu đi ăn nhà hàng thôi. Nếu như cháu không thích á thì để dịp khác. Thế nha. Yeah. Mình dùng chiến thuật của cậu Thành Đức chắc chắn sẽ thành công. Con bé này không thể đi được.
Hả? Cái gì vậy? Mình chặn họng nó đến như vậy rồi nó vẫn còn đi à? Con bé này đúng là cái loại khó ưa, đúng là kỳ đà cản mũi mà. Chú phải bị trúng gió thì mới mời cháu đi á. Chú còn tưởng là cháu không đi đó, bởi vì cháu nói là chú phải bị trúng gió thì mới mời cháu đi á. Hả? Em nói gì à? Dạ đúng. Ai kêu không nói rõ là có mời chị Trúc đi chung nên em mới nói vậy chứ. Chú Lâm, con cứ tưởng là chú chân thành như nào, chú mời con là chú muốn con tới đây thật. Ai ngờ. Nếu mà chú không vui vì sự có mặt của con thì thôi, con đi về, em chào chị. Không, chú không có ý đó. Ai mà biết được. Thanh Mai, anh Lâm, nó trẻ con đó mà, anh đừng có để ý. Đã là người lớn, không bao giờ chấp trẻ con. Mà Thanh Mai nè, hôm nay chú rất muốn mời cháu đi ăn đó. Hôm trước chú để ý á, là cháu ăn rất là ngon, cho nên chú nghĩ là cháu rất thích món ăn ở đây đúng không? Thế nên hôm nay chú muốn mời cháu đi. Và cháu đã đi, chú rất là vui. Chú còn tưởng là cháu không đi nữa đó. Chú đã có lòng thì con sẽ có dạ. Đồ ăn ra rồi. Dạ, mời anh chị ạ. Anh ơi, cho em mượn cái menu, em gọi thêm món nữa. Dạ, còn món sườn em sẽ mang lên sau ạ. Vâng. Chú Lâm lấy đũa đi, nhanh lên đi chú. Em ăn thử món này đi. Ê, bỏ đây nè. Chị Trúc con không có thích ăn món này lắm, nhưng con thì có. Vậy mình ăn món này nha. Hình như chị chỉ ăn món này hay sao? Tôi nhớ về hình ảnh xinh đẹp quyến rũ của Thanh Trúc, nhưng không hiểu sao hình ảnh của Thanh Mai lại hiện lên nhiều hơn. Sau bữa trưa hôm trước thất bại, tôi quyết không chịu bỏ cuộc, vì tôi biết nếu tôi bỏ cuộc là đúng ý con nhỏ Thanh Mai. Đúng, tôi phải nhắn tin cho Thanh Trúc. Chiều nay em có rảnh không? Chiều nay em định đi mua ít đồ. Vậy à, hay để anh hộ tống em đi. Vậy là vừa được đi ô tô mà lại tiết kiệm được xăng nữa. Nếu em muốn thì cho em đi ô tô suốt, anh sẽ làm tài xế riêng cho em. Hôm nay thôi, chứ suốt em không đi đâu. Vậy thế nha. Chiều này hay giờ anh qua đón em. Vâng.
Đúng 2 giờ, tôi có mặt tại nhà Thanh Trúc. Hôm nay không phải là chủ nhật. Tôi nghĩ con nhỏ Thanh Mai sẽ không có nhà đâu. Vì nó năm nay cũng 12 rồi, chắc phải đi học thêm dữ lắm. Con xin lỗi, chú Long cũng đến đúng giờ ghê ha. Tôi bấm chuông. Một con nhỏ mặc quần áo học sinh với dãy đèn ngắn cũn cỡn để lộ vẻ lùn tè tè của nó. Tóc thì xõa xõa hết mặt, và miệng thì còn đang ngậm kẹo mút. Nó nhìn tôi cười cười. Cháu chào cô. Lâm đó hả? Ngồi đây dạ. Chơi con. Chú Lâm chào con chút nha. Uống nước đi. Dạ con cảm ơn ạ. Vậy dạo này công việc của con thế nào? À dạ con cảm ơn cô ạ. Công việc của con vẫn ổn ạ. Dạ dạo này sức khỏe của cô sao rồi ạ? Trời ơi, cô cứ đau chân đau tay suốt đó mà. Vậy cô đã đi khám chưa? Cô cũng đi khám rồi nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì cả. À, cháu quen bác sĩ, rất là giỏi. Bác sĩ Giang á, bác sĩ luôn chữa các bệnh khớp và tay chân rất là tốt. Hôm nào rảnh, cháu đưa cô đi nha. Tốt quá. Vậy mẹ con ở nhà sao rồi? À, mẹ cháu khỏe, mẹ cháu hỏi thăm cô suốt á. Dạ. Vậy hôm nay con qua đây có việc gì không? À, hôm nay cháu qua đây để... Chú Lâm, đi. Đi đâu? Ừ, thì đi mua đồ ạ. À, hôm nay chú có hẹn với chị Thanh Trúc rồi. Ừ, sao lại hẹn với chị Trúc? Hôm nay rõ ràng là chị Trúc con đi làm mà. Chị Trúc làm gì có nhà? Sáng nay chú vừa nhắn tin rủ con đi chơi mà. Đi. Vậy sao con không gọi điện hay nhắn tin cho Thanh Trúc? Dạ, cháu có nhắn tin với Thanh Trúc rồi ạ. Ôi chết rồi, con quên mất mẹ ơi. Hồi sáng con mượn sim của dì Trúc nhắn tin cho bạn, xong quên chưa trả. Trời ơi con này. Con phải trả sim cho chị nha. Con làm như vậy thì hai người liên lạc với nhau làm sao được. Dạ được ạ, chờ chị Trúc về con trả luôn. Chú Lâm. À thôi, chú đã không muốn đi thì thôi, để con tự đi taxi hoặc là con đi bộ. Tuy hơi mỏi chân một chút thôi nhưng mà sao? Chú chở con được mà. Yeah, đi. Dạ, con xin phép cô ạ. Hai đứa đi nha. Dạ. Con chào mẹ. Đi. Tôi đưa con nhỏ tới siêu thị mua đồ. Con bé từ lúc lên xe đến giờ im lặng đến dễ sợ. Chỉ tựa đầu lên kính xe mà ngắm cảnh đường phố. Không hiểu sao lần nào tôi chở nó đi cũng thấy nó như vậy. Những lúc nó sôi động và phá phách đến ghê gớm, nhưng có nhiều lúc nó lại im lặng và ngoan ngoãn quá. Hả?
chú. Chú nhìn kìa, chú nhìn bên đây nè. Nhưng vừa mới xuống xe đi vào siêu thị thì nó đã trở lại như bình thường. Nó tung tăng chạy khắp nơi, hết ngó chỗ này lại đến chỗ khác, khiến tôi chóng hết cả mặt. Lúc này tôi mới để ý có rất nhiều thằng con trai để ý đến nó. Ừ thì công nhận, nhìn con bé tôi cũng thấy nó khá hồn nhiên. Và thì cũng đẹp. Nhưng cái nét đẹp khác chị và mẹ gần như là hoàn toàn. Nó đẹp theo kiểu rất tự nhiên, trẻ con, và có cái gì đó tràn đầy nhựa sống nhưng hoang dã quá. Trong khi mẹ và chị thì đẹp theo kiểu quý phái và kiêu sa. Cái đẹp mà mẹ tôi rất thích. Trong đó có cả tôi thì phải. Nhưng đang suy nghĩ, chợt tôi giật mình bởi tiếng con bé. Chú Lâm, con muốn mua đồ. Con thích mua gì thì mua đi. Nhưng mà chú trả tiền hết hả? Vậy thì thôi, con không khách sáo đâu. Chú Lâm vô đây. Mua loại có ren hay là không ren à? Vừa màu hồng lại có chút ren, chuẩn bánh bèo nè. Chú đi đâu vậy? Mình mua cho chị Trúc mà. Chồng mua cho vợ thì làm sao phải xấu hổ. Nè chị, chị cười cái gì đó? Ơ nè, tôi cười cái gì kể tôi? Vô duyên, chị chưa nhìn thấy chồng đi mua đồ lót cho vợ bao giờ hả? Bản thân mình mà còn ngại, còn xấu hổ như vậy thì chị sẽ không bao giờ được chồng, được người yêu đi mua đồ tế nhị cho, chị hiểu chưa? Hả? Chọn tiếp đi chú Lâm. Rồi đây, cái này nè. Chị ơi, tính tiền cho chú của em mấy bịch băng vệ sinh nha. Cái gì? Nói nhỏ thôi. Dạ dạ. Anh làm gì mà mua nhiều vậy? Dạ. Mua cho vợ. À, chú của em mua cho vợ chị ơi. Nhìn anh như vậy mà tâm lý dữ ha. Chú em chiều vợ lắm, còn mua cho vợ bao nhiêu đồ lót đi nè. Chị tính tiền nhanh giùm tôi đi ạ. À, để tôi. Của anh hết 50.000. Chị làm ơn cho em cái túi đen nha chị. Anh thông cảm, cửa hàng tôi vừa hết túi đen, chỉ còn túi màu đỏ thôi. Cũng được. Tôi không biết là nên cười hay nên khóc nữa đây. Tôi đã bị nó đánh gục rồi. Tôi đã tự tuyên bố hùng hồn là sẽ cho nó thấy thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đi. Và giờ nó đã cho tôi biết móng tay nhọn thì đã có độ bấm móng tay. Nè, chú phải xách đồ giùm con đi. Một mình chú làm sao cầm hết được. Nè. Đó, thế nào cũng hết. Đó. Nữa nè. Bên đây nữa. Có chuyện rớt đó. Vậy là xong. Cháu mua nhiều đồ như vậy thì làm sao dùng hết được. Chú đang tiếc tiền đó hả? Vậy thì thôi, để con trả lại. Không phải là tiếc tiền,
mà mình chú làm sao xách hết được. Với lại chú không phải là ô sin của cháu, cháu hiểu không? Thế bây giờ có về được chưa? Dạ chưa. Cái gì nữa? Con mua chỗ này gọi là tạm đủ, nhưng mà con đã được chơi gì đâu. Vấn đề quan trọng không phải là chơi, mà vấn đề ở đây chú là một trưởng phòng. Nếu nhân viên của chú nhìn thấy thì chú rất là mất mặt. Vậy nên chú đề nghị cháu cầm túi giùm chú, vì chú rất là mỏi tay rồi. Nhưng mà tốt hơn hết là chú cố cố gắng cầm hết đi ạ. Như vậy thì mới ga lăng. Ở đây không có chuyện ga với lăng gì nữa nha. Chú không cần, cháu hãy cầm giúp chú đi. Con muốn ăn kem. Hả? Chú nói mà cháu không hiểu hả? Hay là cháu cố tình không hiểu vậy? Con trai mày về rồi hả? Mẹ à, con vừa nhà bà Thanh về đúng không? Sao mẹ biết vậy? Bà Thanh gọi điện cho mẹ mà, nói là con đưa em gái Thanh Trúc đi mua đồ. Hay đó, chiều này được. Muốn yêu cô chị thì phải chiều cô em. Tốt, mẹ duyệt. Thôi, mẹ đừng nhắc con bé khó ưa đó nữa, con không muốn nghe đâu. Sếp, có fan gửi quà tới tận công ty cho sếp nè. Cậu cứ để đó. Em để đây nha. À mà, tôi thì làm gì có fan hả? Thì sếp mở ra coi, trong đó là gì? Đây, đây là bản hợp đồng mà đối tác vừa gửi cho tôi. Cậu hoàn thiện và gửi bản báo cáo cho tôi vào trưa nay nha. Dạ được, thôi em xin phép nha. Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho con, chú đếm lại, nếu thiếu thì nói con. Tôi không hiểu sao nữa, đọc tờ giấy nó gửi cho tôi thấy lòng chợt nhói đau, kiểu như vừa bị một vật nhọn hay một vật gì đó đâm vào lòng. Đúng là số tiền tôi bỏ ra hôm qua không ít, nhưng tôi đâu có bảo là nó phải trả cho tôi đâu, mà sao nó phải nói câu đếm lại với trả thiếu nữa chứ. Cứ như tất cả phải sòng phẳng, rõ ràng, và có một cái gì đó khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi. Trên đường về, tôi lại qua quán cà phê khoảng lặng.
thực sự vì con bé Thanh Mai mà tôi cần khoảng lặng riêng cho mình. Tôi vào quán cà phê khoảng lặng. Chợt tôi nhìn thấy con nhỏ ngồi đúng vị trí quen thuộc của mình. Có vẻ như nó không nhìn thấy tôi. Nó lại gọi ly sinh tố sữa chua, và đôi mắt lại hướng ra ngoài bãi đất trống. Đôi mắt nó không còn sáng và tinh quá như mọi khi, mà cứ mang mát buồn. Hay nó đang giận tôi? Giận cái gì chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây này. Nhưng mắt tôi không thể nào rời khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư, chợt nhận được một tin nhắn. Không biết tin ấy viết gì, chỉ biết là con bé thở dài một cái rồi lại chống cằm nhìn ra bãi đất. Đang nhìn con bé, chợt điện thoại của tôi rung lên. Tôi không thể đứng đó mà nghe điện thoại được. Chắc chắn con nhỏ sẽ thấy. Alo. Dạ. Tôi sẽ chuyển hồ sơ trong chiều nay nha. Dạ. Dạ. Cháu làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy? Chú hỏi cháu, cháu có nghe thấy không? Nè, người lớn hỏi thì cháu phải trả lời chứ. Có lẽ là tại cảm giác bất ngờ và tệ hại hơn, đây là người phụ nữ đầu tiên trường mẹ tôi ra, đã ôm tôi khi tôi biết thế nào là người khác giới. Con bé càng khóc to thì càng siết chặt tôi hơn, rồi từ từ tiếng khóc cũng giảm dần, và cuối cùng nó cũng buông tay ra khỏi người tôi. Bình tĩnh nha. Cháu có chuyện gì buồn hả? Nói chú nghe nha. Con xin lỗi. Không sao. Nào, có chuyện gì buồn nói chú nghe.
cũ của con. Mà con đi sinh nhật của anh ấy. Mà hồi đó con có hứa với anh ấy là trong ngày sinh nhật của anh, em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất bên người mình yêu. Và anh cũng vậy. Chuyện không có gì đáng nói nếu như con không có lời hứa đó. Dạ anh ấy chưa có bạn gái mới. Thôi nín bình tĩnh nha. Chú hiểu rồi. Nghĩa là cậu ta đã làm thế với cháu thì cháu cũng có thể làm ngược lại với cậu ta. Nghĩa là cháu phải đến đó và đi cùng một người. Là sao hả? Con chưa hiểu ý chú lắm. Nghĩa là cháu sẽ đi đến đó cùng người yêu mới của cháu. Người yêu giả đó hả? Vậy thì nào đâu ra bây giờ. Vậy cháu không có một người bạn khác giới nào hả? Dạ không, con mới chia tay mà. Vậy không có một ai hả? Con cũng có, nhưng mà tất cả đều quen anh ấy hết rồi. Không ai giúp đâu. Vậy phải làm sao giờ? Chú. Hả? Chú á? Đi mà chú Lâm. Đi mà chú giúp con một lần này thôi. Nha. Nhưng mà rồi con sẽ không làm kỳ đà cặn mũi trong chuyện của chú với chị Trúc con nữa, được không? Chú chịu giúp con nha. Đi mà chú Lâm, một lần thôi nha. Chú Lâm. Cái đề nghị đó rất hấp dẫn với tôi. Tất nhiên tôi không phải là một thằng ngốc mà lại đi từ chối rồi. Chuyện cả đời chứ có ích gì đâu. Tôi chỉ việc đóng giả làm người yêu nó một tối thôi, cũng không mất mát gì. Con nhỏ hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn khác lạ. Nó không còn buộc tóc, chẳng còn mặc quần ngắn, và cũng chẳng đi những đôi giày đế bền, mà thay vào đó là một đôi giày cao gót và mái tóc đen nhánh. Tôi đã thật sự ngây ngất mấy giây rồi mới kịp định thần lại. Cố lên nha. Lần thứ hai tôi phát hiện ra con nhỏ rằng nó đẹp. Lần đầu là lúc ở siêu thị mấy hôm trước. Lần đó tôi thấy nó đẹp một cách trẻ con, nhí nhảnh, mang vẻ đẹp của sự tự nhiên. Còn lần này tôi thấy nó đẹp với vẻ đẹp thật nữ tính và đáng yêu. Nhưng vẻ đẹp đó chỉ gần bằng chị nó mà thôi. Tôi vẫn thấy Thành Trúc là đẹp nhất. Tôi và Thanh Mai đi vào ba, nơi mà người yêu cũ của con bé đã bao hết. Con nhỏ có vẻ hơi run, vẻ mặt đầy căng thẳng. Nè, em yêu. Dạ. Chú với cháu đang đóng giả làm người yêu, biết chưa?
Dạ. À, anh yêu. Chúng tôi cùng đi vào, nhìn như một cặp tình nhân thật sự. Sinh nhật có vẻ khách mời khá đông. Đang đi, con bé chợt khựng người lại. Trước mặt chúng tôi là một cậu nhóc trông cũng khá đẹp trai. Thanh Mai. Em chào anh, chúc mừng sinh nhật. Thanh Mai à, đây là... À, đây là... anh Lâm. Bạn trai mới của em. Lời nói hồi trước mình nói với nhau đúng là linh thiệt đó. Chỉ có điều là dự đoán của cả em và anh đều sai thôi. Cuộc sống mà có rất nhiều bất ngờ. À. Chào anh. Tôi là người yêu cũ của Thanh Mai. Rất vui khi hai người đã đến sinh nhật của tôi. Cảm ơn cậu vì đã chia tay Thanh Mai, để cho tôi có cơ hội tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Sắp có kịch hay để coi rồi. Kìa coi kìa, con bồ mới sắp ra rồi kìa. Thanh Mai, chị không ngờ là hôm nay em cũng đến đó. Hôm nay em ăn mặc đẹp ha. Ừ. Đây là... không ngờ xấu như em mà cũng có anh cao to, đẹp trai. Em, tôi là Lâm. Công nhận em có duyên thật đó. Đúng không Thanh Mai? Em, thôi, hai người đã tới rồi, thì vô trong ngồi đi. Tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Mời. Hôm nay tôi đã bao hết chỗ này, mọi người cứ thoải mái nha. Lên nhạc em ơi. Nhảy đi em. Em mặc váy này không tiện lắm à. Không tiện hả? Vậy để chị đổi nhạc khiêu vũ ha. Đổi nhạc em ơi. Anh hôn nha. Thôi bây giờ mình về đi. Sao hai người về sớm vậy? Mới tới mà. Cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép về trước. Vậy để tôi tiễn hai người ra ngoài.
Chào cậu. Cũng trễ rồi, tôi đưa Thanh Mai về trước. Cảm ơn hai người đã tới đây. Em Anh nhìn nó gì mà ghê vậy? Em nói cái gì vậy? Nói gì hả? Chính mắt em chứng kiến anh nhìn nó không thiếu một mm nào cả. Hay là anh ghen với nó rồi? Em bị điên hả? Ơ, đứng lại. Trên đường về, chúng tôi im lặng không nói gì với nhau. Tôi không biết con bé có giận tôi không. Nhớ lại lúc tôi chào nụ hôn đầu cho nó thật là ngớ ngẩn. Không biết lúc đó con bé có nhắm mắt không nữa, hay là mở trừng trừng nhìn tôi. Vì thật ra chỉ có mình tôi hôn. Con bé đứng im như tượng chẳng hề đụng đậy. Mà chả biết có phải là hôn không nữa, vì chỉ có môi chạm môi thôi. Nè Thanh, cả đêm tôi chẳng thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt vào là y như rằng cảnh đó lại hiện ra, và mặt tôi lại có cảm giác như nóng rang. Dư âm của nụ hôn đó còn trong tôi quá nhiều, cứ như vừa xảy ra mới mấy phút trước, và giờ tôi vẫn còn cảm nhận rõ từng hơi thở cũng như cái mềm mại từ đôi môi con nhỏ. Tôi gần như phát điên lên. Tôi thật là ngốc khi lại có hành động dại dột như vậy. Thanh Mai, chú xin lỗi. Thanh Mai, chú xin lỗi. Thanh Mai, chú xin lỗi. Đó là câu nói mà cả đêm tôi lầm bầm cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Hình như đôi môi tôi vẫn còn mấp máy. Sáng hôm sau, tôi đến công ty khá trễ. Tại đêm hôm qua tôi mất ngủ. Tôi ngồi vào bàn làm việc và uống ly cà phê mà Đức mang cho, như cố để làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Thật là tệ, tôi đã lầm khi quyết định nhận lời đề nghị làm người yêu giả của con bé Thanh Mai, dù kết quả có vượt cả sự mong đợi của chúng tôi. Với cái ý nghĩ đó, tôi lại thần người ra như một kẻ ngớ ngẩn trên bàn làm việc, dù chuông điện thoại tôi đang kêu inh ỏi. Anh Lâm. Hả? Điện thoại anh kìa. Ờ. Anh mệt à? Không. Tôi... Tôi... Hôm nay anh làm sao vậy? Đi làm thì trễ, đến công ty thì cứ như người mất hồn á. Hay là anh và chị Thanh Trúc có chuyện gì?
Cậu nói linh tinh gì vậy? Vậy tóm lại là anh gặp chuyện gì? Nói ra coi em có giúp được gì không? Được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Dạ, vậy thôi, có gì anh cứ gọi nha, em ra ngoài đây. Ừ. Cậu Đức bỏ ra ngoài để cho tôi có một khoảng riêng nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy. Tại sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi vậy? Điên thật. Nhìn điện thoại tôi lại nhớ ra con nhỏ gọi cho tôi, không biết có chuyện gì nữa. Tôi có nên gọi lại cho nó không? Tôi không biết nó có giận tôi hay không nữa. Thiệt là điên mà. Alo. Chú Lâm hả? Chú đây. Chút nữa chú cháu mình gặp nhau ở quán Khoảng Lặng được không chú? Được. Vậy nha, con cúp máy đây. Con bé nó đòi gặp tôi làm gì vậy? Đúng là mọi thứ đang rối hết cả lên. Nhức đầu quá. Hu. Nè. Con chào chú Lâm. Chú thử cầm ly cà phê này lên đi. Chú cầm lên đi. Chú sao ạ? Hôm qua cháu đi học về muộn không? Chú bị sao hả? Hôm qua là chủ nhật mà. Chú Lâm có vẻ bất ổn hả? Hả? Còn không. Từ lúc đầu tới giờ thấy chú Lâm cứ kiểu bị căng thẳng á. Thôi con không đùa nữa, con bắt đầu nghiêm túc đây nè. Thật ra thì con muốn nói là hôm nay chú Lâm trả tiền nha, con không mang tiền. Cháu yên tâm, chú sẽ trả tiền. Nhưng mà cháu có gì nói thì nói đi. Dạ, được ạ. Dạ hả? Sao hôm nay ngoan dữ vậy? Trước tiên con muốn cảm ơn chú Lâm đã. Tại vì bây giờ con vui rồi, con không buồn nữa. Hả? Nói thật thì chuyện chia tay với anh Hải con cũng hơi buồn, nhưng mà bây giờ hết rồi ạ. Chú có nghe con nói không đó? Chú Lâm à, có chứ. Còn một chuyện nữa, chuyện này thì quan trọng hơn và có ý nghĩa hơn với chú Lâm. Sao mặt chú cứ ngu ngu ngơ ngơ ra vậy hả? Con lỡ miệng. Thì chính là chuyện mà mình đã thỏa thuận với nhau trước rồi á. Chú quên rồi à? Chú quên rồi thôi vậy, bỏ đi vậy. Thôi là thôi như thế nào hả? Mình đã thỏa thuận với nhau thì phải thực hiện. Biết ngay mà. Như vậy thì chú Lâm cũng thích chị Trúc nhà con lắm hả? Không phải là thích đâu, mà chú rất thích. Bởi vì Thanh Trúc là một cô gái rất hoàn hảo. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết một cách ổn thỏa. Vậy mà tôi cứ tự làm cho nó rối hết cả lên. Mà con bé bộ vui lắm hay sao á, mà nó ngồi cười nhiều thế.
mà tôi cũng thích nó cười hơn. Chẳng thích chút nào cái bộ dạng im lặng và đôi mắt buồn cứ nhìn xa xăm của nó. Cái vẻ nhí nhảnh, đành hanh và tinh quái mới là con nhỏ Thanh Mai mà tôi biết chứ. Chú Lâm, hôm nay chú Lâm trả tiền hết hả? Ừ. Vậy để con biết con gọi thêm nữa. Bạn ơi, menu. Lầm lên đi chú. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày nhỏ Thanh Mai không còn là vật cản đường tôi nữa. Cứ tưởng rằng như thế là đã ổn, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ. Theo nghệ thuật cô gái của Thành Đức, tôi đã phải bỏ bao nhiêu công sức và thời gian, nhưng mọi chuyện chẳng đi đâu vào đâu. Thành Trúc cứ càng ngày càng xa tôi hơn. Cô ấy luôn viện cớ để từ chối những cuộc gặp gỡ hay hẹn hò trong mơ của tôi. Tôi đến nhà cô ấy chơi, cô ấy vẫn cười, nhưng rồi chỉ nói chuyện với tôi được một chút là y như rằng công ty có việc gấp. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cô ấy lại đối xử lạnh nhạt dần với tôi như vậy. Tôi đâu có làm gì sai với cô ấy. Hay... mà không, nhỏ Thanh Mai thì chắc không dính dáng gì tới chuyện này đâu. Nó vẫn luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của tôi. Hơn nữa, chính nó còn hùng hồn tuyên bố là sẽ không làm kỳ đà cản mũi của tôi nữa. Vậy thì vì sao chứ? Tâm trạng buồn khiến tôi ghé vào khoảng lặng lúc nào không hay. Đây là nơi tốt nhất tôi cần mỗi khi buồn. Tôi đi vào chỗ ngồi quen thuộc của con bé, và giờ cũng là của tôi. Mà cũng đã gần một tháng nay tôi không gặp lại con nhỏ. Không phải nghe cái giọng lanh lảnh của nó, không phải chịu những trò quỷ của nó, và cũng chẳng còn phải cãi nhau với nó nữa. Mà lúc này nó bận gì mà đã lâu không gặp nó ở đây? Có lẽ tôi không còn thấy ghét con nhỏ như ngày trước, và hình như cũng thấy nhớ nó.